Môi trường tốt hay xấu thì nó phụ thuộc 50% vào học trò. Nhưng có mấy cái yếu tố mà tôi cho rằng là một môi trường đào tạo kinh doanh tốt. Đó là thứ nhất là một cái chương trình phải mang tính rèn luyện cả 3 phần. Việc đầu tiên là phải có cái thân kỷ luật, cho nên phải tạo ra một thói quen kỷ luật. Thứ hai là phải có cái trí tuệ để thực hiện được những công việc của doanh nghiệp họ giao và hoàn thành nhiệm vụ. Thứ ba là phải phối hợp được, chung sống với các cộng đồng, những cái nhân sự ở trong một cái tổ chức. Thì như vậy tôi gọi 3 phần đó gọi là thân tâm tuệ. Vậy thì ai sẽ là người huấn luyện các bạn ấy? Thì xin thưa, đó phải là những người lành nghề, đó là doanh nhân. Tức là nếu bạn học doanh nhân thì bạn phải học từ những người doanh nhân. Cho nên việc đầu tiên là tôi cho rằng là môi trường giảng dạy để tạo hoàn thiện cả thân tâm tuệ. Và cái yêu cầu thứ hai là đội ngũ giảng dạy là doanh nhân phải là đội ngũ có chuyên môn thực tiễn ở ngoài đời và thành công ở ngoài đời. Và tất nhiên trong một cái nền giáo dục của chúng ta thì cũng có những môn căn bản thì phải có những cái chuyên môn giáo dục căn bản. Nhưng để bắt tay vào làm việc được luôn trong doanh nghiệp thì phải học chuyên môn. Hiện nay thì Khánh Ly thấy là có rất là nhiều bạn mong muốn là mình sẽ khởi nghiệp, bắt đầu một cái kinh doanh, một ngành nghề nào đó. Nhưng mà rõ ràng khi bắt đầu thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Như vậy thì lý do vì đâu và các bạn cần phải trang bị cho mình những điều gì để có thể bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh ạ? Một trong những cái vấn đề khởi nghiệp kinh doanh hiện nay á, là các bạn trẻ của chúng ta hơi quá tự tin. Quay trở lại cái thời kỳ như các bạn ấy cho tôi khởi nghiệp, thì nếu tôi khởi nghiệp với 500 triệu thì tôi sẽ bắt đầu dành 50 triệu đi học. Và tôi sẽ khởi nghiệp với 450. Nhưng mà hiện nay các bạn trẻ Việt Nam thì họ 500 triệu thì họ sẽ vay thêm 200 triệu để họ khởi nghiệp với 700 triệu. Tức là người ta cứ nghĩ rằng tiền nó là giá trị. Không, tôi cho rằng bộ não nó giá trị hơn nhiều mà. Thế tại sao không đầu tư bộ não mà lại đầu tư vào vài cái bộ bàn ghế hay vài những cái sản phẩm ở trong một cái gian hàng của cái khởi nghiệp đấy? Thế thì họ thay vì đầu tư 500 triệu cho cơ sở vật chất thì hãy đầu tư 450 thôi, còn 50 thì đầu tư cho bộ não. Thì điều đó nó tạo ra sự cân bằng trong hệ thống. Là nếu như họ dành 50 triệu họ đi học, tôi không phân biệt là học tôi hay học bất cứ ai cả. Điều quan trọng nhất là học bất cứ ai cũng có một giá trị nhất định. Và 50 triệu đấy đủ để học vài thầy và họ nhìn thấy những vấn đề mà họ đang gặp phải để họ hoàn chỉnh, hoàn thiện mình trước khi khởi nghiệp. Đó là thứ quan trọng nhất. Tôi cần một đứa trẻ ra trường làm được việc và chứng minh được năng lực của mình trong doanh nghiệp. Mà muốn vậy thì việc đầu tiên đó là thân kỷ luật, thái độ. Một trong những cái nguyên nhân các chủ doanh nghiệp, và tôi cũng là một doanh nhân, thì cái tỷ lệ đuổi việc lớn nhất của các bạn trẻ đó là vô kỷ luật. Tức là đi muộn này, nói dối này, thiếu trung thực này, hay nghỉ vặt này. Đấy, thì những cái thứ đấy là thứ bắt buộc phải giáo dục một năm và huấn luyện trong môi trường quân đội. Câu chuyện thứ hai là cái trí tuệ bây giờ nó không phải là những cái thứ vĩ đại to lớn ở đâu cả. Mà việc đầu tiên khi bắt tay vào doanh nghiệp, họ giao cho anh vị trí nhân viên là anh phải hoàn thành tốt cái vị trí nhân viên. Và việc thứ ba đó là chung sống. Và trong giáo dục thì chúng ta cũng đã thống kê ra các tầng bậc của học. Một là học để biết là chưa làm được. Hai là học để làm được. Ba là học để chung sống với cộng đồng. Và cuối cùng học là trở thành vĩ đại để chia sẻ, để khẳng định mình là chia sẻ cái giá trị cho cộng đồng. Như vậy thân kỷ luật, trí tuệ thực tiễn và tầm yêu thương. Mà thân kỷ luật bằng mô hình quân đội, trí tuệ thực tiễn do đội ngũ doanh nhân huấn luyện, và tâm yêu thương thì tôi đưa ứng dụng đạo Phật vào đời sống để giúp cho các bạn có cái yêu thương và chia sẻ với những người. Lúc nãy ông có đề cập đến việc là đào tạo theo kiểu quân đội, như vậy thì mô hình đào tạo kinh doanh mà theo kiểu quân đội được hiểu như thế nào ạ? Một cái bạn mà làm kinh doanh thành công được thì một là phải có thân kỷ luật, hai phải có trí tuệ thực tiễn, ba phải có tâm yêu thương. Thì cái mô hình quân đội nó sẽ giải quyết được toàn bộ cái bài toán của thân kỷ luật. Cụ thể là các bạn ấy giờ nào việc đấy, từ 5:30 sáng đã dậy và tập thể dục, rồi sẽ làm liên tục cho đến 17:30 theo đúng cái thời gian biểu của doanh nghiệp. Còn buổi tối thì các bạn được tham gia những cái hoạt động đội nhóm, như là đọc sách, như là thuyết trình, rồi là học võ thuật vân vân. Thì những cái việc đấy nó giúp cho các bạn tạo một thói quen tốt, tạo một kỷ luật tốt, và đặc biệt đối mặt được với tất cả những cái khó khăn và làm thế nào để các bạn cảm thấy rằng ui học vất vả quá, xong đến lúc đi làm bảo ù hóa ra đi làm sướng hơn đi học. Tránh tình trạng là đi học ù sướng quá và đi làm thất vọng, ù đi làm vất vả quá. Thì tôi đảo ngược cái chiều đó. Trong cái quá trình mà mình được
tiếp xúc với lại những người làm về kinh doanh, những doanh nhân thì sẽ có những cái ý tưởng khởi nghiệp được nảy sinh trong cái quá trình học đó, bởi vì những cái kiến thức đó rất là hay, rất là thực tiễn. Như vậy thì liệu là nếu như các bạn học viên, các bạn có những cái ý tưởng khởi nghiệp nào đó thì trường của mình có hỗ trợ như thế nào mà? Chúng tôi có hai cái sự hỗ trợ. Một là hỗ trợ ra ý tưởng. Tức là hiện nay doanh nghiệp Việt Nam họ xây dựng sứ mệnh dựa trên cái mong cầu cá nhân. Tức là khi họ ra một doanh nghiệp thì họ luôn luôn đặt là tôi là thứ mấy ở Việt Nam, tôi là thứ mấy của quốc tế. Ví dụ tôi trở thành đơn vị phân phối vật liệu số 1 Việt Nam chẳng hạn. Không, sứ mệnh là trao đi giá trị. Tức là tôi sẽ mang lại cái giá trị gì cho cộng đồng bằng cái phương tiện doanh nghiệp này. Thì đầu tiên là tôi phải dạy cho sinh viên về cái sứ mệnh đó. Chứ không phải sứ mệnh là mình là ai. Sau cái sứ mệnh đó thì câu chuyện thứ hai là với toàn bộ cái quá trình các bạn học ở trong trường thì chúng tôi có cái cơ chế là cho các bạn ấy gọi vốn từ các cái doanh nhân mà trong cái cộng đồng doanh nhân siêu Việt Nam. Thì được đầu tư vốn nếu các bạn ấy trình bày được một ý tưởng khởi nghiệp mà mang lại giá trị cho cộng đồng và đảm bảo được cái nguồn tiền tài chính để doanh nghiệp phát triển bền vững. Đến nay thì cái kết quả mà chúng tôi thực hiện được là chúng tôi cũng đào tạo ra vài nghìn doanh nhân rồi. Thì thực sự là cái kết quả của tôi, chúng tôi rất là vui mừng là 100% các bạn ý đều có việc làm, và trong đó là có đến 20-30% trở thành chủ doanh nghiệp rồi. Như vậy đó có phải là cái sự liên kết giữa trường của mình cùng với lại những cái doanh nghiệp tại Việt Nam để mà các bạn có được một cái hướng đi tốt hơn sau khi mà tốt nghiệp tại trường không ạ? Vâng, như tôi chia sẻ với chị là chúng tôi có cái học viện doanh nhân siêu Việt Nam. Một năm chúng tôi đào tạo hàng vạn doanh nhân. Và nhu cầu tuyển dụng là một thứ mà luôn luôn đau đáu ở các cái học viên của tôi. Họ là chủ tịch, tổng giám đốc các tập đoàn. Và cái trường này ra đời cũng là cái mục tiêu là để giải quyết cái bài toán nhu cầu của các cái doanh nghiệp nằm trong cộng đồng doanh nhân siêu Việt Nam. Cho nên được hỗ trợ rất là triệt để, từ việc làm, từ khởi nghiệp, từ kiến thức, kỹ năng, thậm chí từ lối sống và đạo đức. Như vậy thì không biết là trường mình sẽ cung cấp những cái cơ hội việc làm cho các bạn sau khi mà tốt nghiệp như thế nào? Trước khi các bạn ấy tốt nghiệp thì có 2 tháng là chúng tôi cho chủ doanh nghiệp đến để đào tạo các bạn ấy. Thì khi các bạn ấy chọn xong doanh nghiệp thì các bạn ấy tiếp tục đi thực tập tại cái doanh nghiệp mà học trò của Học viện Doanh nhân siêu Việt Nam. Và trong thời gian các bạn đi thực tập như vậy thì các bạn làm quen với môi trường, thì các bạn ấy chọn môi trường để các bạn đi làm. Vâng, thì như vậy khi ra trường thì 100% là có việc làm hết. Nhưng thú thực là gọi là bố trí việc làm, nhưng thực tế là các doanh nghiệp phải tranh nhau. Họ phải đăng ký trước độ khoảng 6 tháng đến 1 năm. Vâng ạ. Thế thành ra đấy là cái việc thuận lợi mà chúng tôi gọi là vậy thôi, chứ còn đại bàng nó lớn, nó tự cất cánh, nó bay được, cũng chả cần phải ai phải vỗ cánh hộ chúng. Khánh Ly cũng hơi thắc mắc một tí xíu, bởi vì là mặc dù là các bạn được học để đào tạo trở thành những CEO, nhưng mà không phải 100% các bạn ra trường sẽ trở thành những CEO. Như vậy thì những kiến thức đó sẽ được áp dụng vào cuộc sống như thế nào? Gió tầng nào thì mây tầng đó, mình ở tầng nào thì mình hưởng tầng đấy. Ví dụ như thế này, chúng ta xây dựng ra cái cấp độ. Giả sử các bạn ý mà hoàn thiện được mình thì các bạn trở thành chủ doanh nghiệp. Có thể trong 1-2 năm là các bạn ấy đã trở thành chủ doanh nghiệp rồi. Nhưng bạn nào yếu hơn một chút thì bạn có thể làm ở vị trí chuyên ngành mà ở vị trí quản lý được. Còn yếu hơn chút nữa có thể phải làm nhân viên. Nhưng mà như thế là chúng ta cũng phải xây dựng mách ra các cái tầng để các bạn ấy đạt được từng tầng một. Chứ chúng ta cũng không kỳ vọng là 100% trở thành chủ doanh nghiệp. Cho nên cái tỷ lệ mà chúng tôi mong chờ là 20% trở thành chủ doanh nghiệp, khoảng 50% là trở thành cán bộ cấp trung, chủ chốt trong doanh nghiệp, và khoảng 30% còn lại là làm nhân viên. Và bởi vì chúng tôi cũng chỉ giải quyết được khoảng 50% cái mong muốn của mình, còn 50% nằm ở chính các bạn ấy. Như vậy thì ông thấy là những cái yếu tố, những cái tố chất nào cần thiết cho một bạn có thể bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh? Tôi cho rằng bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh thì yếu tố đầu tiên của các bạn là phải dám đối mặt. Một trong những cái lý do mà người Việt Nam mình khởi nghiệp bị thất bại là họ không dám đối mặt với khó khăn, họ hay lẩn trốn khó khăn. Thì tôi cho rằng là đối với khó khăn khi mà khởi nghiệp hay là bất cứ chúng ta làm việc gì thì cái việc nó tồn tại những cái thời khắc khó khăn nó đến với mình là tất yếu. Và bạn chỉ có cách hãy đối mặt với nó và giải quyết, đừng né tránh nó. Không thể đối mặt với nó 1-2 lần mà nó sẽ đến nhiều lần đấy. Kiên trì. Yếu tố thứ hai là kiên trì. Đối mặt với khó khăn, kiên trì. Và tất nhiên phải có năng lượng rất là tốt. Bởi họ phải hiểu được quy luật rằng khởi nghiệp, trong 3 năm khởi nghiệp là 3 năm phải làm sấp mặt.
làm đến 150%, thậm chí vài trăm phần trăm công suất so với bình thường. Thì như vậy có 3 yếu tố cực kỳ quan trọng. Một là đối mặt, hai là kiên trì, và ba là sự tập trung liên tục trong vòng 3 năm. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn. Hotline 1800 577722, nhánh 1, 2.